Hội nghị thượng đỉnh chống thay đổi khí hậu khai mạc tại thủ đô của Ba Lan, tên từ Warsaw. Phái đoàn của gần 200 nước đang tham dự hội nghị chống thay đổi khí hậu địa cầu tại thủ đô Warsaw của Ba Lan. Cuộc họp thảo luận về một công ước có thể thi hành từ năm 2020, những cách giúp các quốc gia nghèo và sự bồi thường thiệt hại cho các quốc gia nghèo vì gánh chịu hậu quả của sự hâm nóng trái đất. Nhiều phái đoàn tới Warsaw nói rằng họ hy vọng sẽ có thể kết thúc một hiệp ước vào năm 2015 sau khi hội nghị Copenhagen vào năm 2010 đã bị thất bại. Tuy nhiên, công ước đạt được cũng khó có thể nhanh chóng cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính để đáp ứng mục tiêu không để cho nhiệt độ của quả địa cầu tăng quá 2 độ C. Nhiệt độ địa cầu đã tăng 0.8 độ C kể từ cuộc cách mạng kỹ nghệ và đã tạo nên những làn hơi nóng, tăng mực nước biển, gia tăng ngập lụt và hạn hán.